Xin chào các bạn đang nghe câu chuyện Ma Đạo Tổ Sư do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, chương 50. Vân mộng nhiều hồ, kiến trúc Liên Hoa Ổ chính là dựa vào hồ mà xây. Xuất phát từ bến tàu bên Liên Hoa Ổ này, trèo xuôi dòng không lâu sẽ có một vùng hồ sen lớn, gọi là hồ Liên Hoa. E rằng phải đến mấy chục dặm, lá xanh trải rộng, sen hồng tươi tắn vai kề vai sát bên đầu, gió thổi qua hồ, hòa đồng đưa cành lá rung rung, cứ như đang giật đầu không ngơi. Trong vẻ tươi mát chiếm lệ, còn có vài phần ngây thơ đáng yêu. Liên Hoa Ổ của Giang Gia không đóng chặt cửa lớn, không cho phép người bình thường xuất hiện trong phạm vi mấy dặm như tiên phủ các nhà khác. Bến tàu rộng rãi trước cổng chính thường có bán đài sen, củ ấu, đủ loại tiểu thương nhỏ ngồi xổm trông coi, cực kỳ náo nhiệt. Trẻ con ở gần đấy cũng có thể hít được mũi lén lút chạy tới giáo trường Liên Hoa Ổ, trộm chèm trò vui, dù bị phát hiện cũng sẽ không ăn mắng, thỉnh thoảng còn có thể chơi đùa với các con cháu thế gia. Hồi Ngụy Vô Tiền còn nhỏ, thường hay thả diều bên bờ hồ Liên Hoa, Giang chừng nhìn chằm chằm vào diều của mình, thỉnh thoảng lại ngó sang con của Ngụy Vô Tiền. Diều của Ngụy Vô Tiền đã bay đi rất cao, nhưng hắn vẫn chưa có ý động nương tay dương cung. Tay phải bắc trên chân mày, ngửa đầu cười, dường như cảm thấy còn chưa đủ xa. Mắt thấy diều đã sắp bay ra khỏi khoảng cách mà bản thân mình hoàn toàn chắc chắn có thể bắn trúng, Giang chừng cắn răng, cài tên kéo dây cung. Lông trắng vụt bắn ra, con diều được vẽ thành hình yêu quái, một mắt bị mũi tên xuyên qua rơi xuống. Chân mày Giang chừng giãn ra nói, trúng rồi. Ngày sau đó hắn lại tiếp, của ngươi bay xa như thế, có bắn tới không? Ngụy Vô Tiền cười, ngươi đoán coi. Lúc này hắn mới rút tên ra, tập trung nhắm chuẩn, dây cung kéo căng bỗng chốc buông tay. Trúng. Đầu mày của Giang Trừng cau lại, lỗ mũi hừ ra một tiếng, một đám thiếu niên đều cất cung đi, cười khiếm. Nơi gần nhất chính là thứ tệ nhất, lượm được rồi cũng bị người khác chế giễu một phen, con của Ngụy Vô Tiền rơi xa nhất, ngay trước mặt hắn chính là diều của người thứ hai, Giang Trừng. Ai mà ngờ, rẽ qua chín khúc hành lang sen, bỗng dưng lại xuất hiện hai cô gái trẻ, dáng yểu điệu, bần đồ hầu gái, đều đeo toàn kiếm. Trong đó, kẻ cầm con diều, người thì cầm tên chắn trước mặt của họ. Hầu gái cao hơn lạnh lùng thốt ra. Đây là của ai? Chúng thiếu niên vừa thấy hai cô này trong lòng đều gay go, Ngụy Vô Tiền sờ cầm đứng ra nói. Của ta? Một hầu gái khác nói. Người cũng thành thật lắm. Cách các nàng tách ra hai bên, một cô gái mặc áo tím đeo kiếm đi tới từ phía sau. Cô gái này da dẻ trắng ngần, mặt mày thanh tú và tinh tế, khá có sắc đẹp, nhưng lại mang ý dữ dằn, khóe môi cong mà không phải cong, độc một vẻ mỉa mai tự nhiên, tựa như Giang Trừng. Vòng eo mảnh nhỏ, áo tím nhẹ bay, mặt mày như ngọc, lạnh lẽo hệt chuôi kiếm mà tay phải đang gác lên vậy. Ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn dính tử tinh thạch. Giang Trừng nhìn thấy nàng, lồ nụ cười kêu lên. Mẹ! Thiếu niên khác thì lại cung kính nói. Ngu phu nhân! Ngu phu nhân chính là mẹ ruột của Giang Trừng, Ngu Tử Diên, đồng thời cũng là phu nhân của Giang Phong Miên, lúc trước còn từng là đồng tu với hắn. Theo lý thuyết phải gọi nàng Giang phu nhân, nhưng không biết tại sao tất cả mọi người vẫn luôn gọi nàng là Ngu phu nhân. Có người nghi ngờ, phải chăng là do tính tình của Ngu phu nhân quá mạnh mẽ, không thích mang họ chồng. Đối với việc này, vợ chồng hai người cũng không có ý kiến khác. Ngu phu nhân xuất thân từ vòng tộc Mi Sơn Ngu Thị, trong nhà đứng hàng thứ ba nên gọi là Ngu Tam Nương Tử. Trong huyền môn có danh hiệu Tử Chi Chu, báo ra có thể dọa sợ một mớ người. Khi còn trẻ thì tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, không thích giao thiệp với người khác, hơn nữa cũng không thích người khác giao thiệp với mình. Sau khi gả cho Giang Phong Miên rồi, nàng cũng quanh năm ra ngoài săn đêm, chẳng tài nào thích ở lại Liên Hoa Ổ của Giang gia. Hơn nữa, chỗ của nàng và Giang Phong Miên ở Liên Hoa Ổ cũng là tách nhau ra, độc chiếm một vùng. Bên trong chỉ có nàng với đám người tâm phúc mang từ Ngu gia đến ở. Hai nữ tử trẻ tuổi tên Kim Châu, Ngân Châu đều là hầu gái tâm phúc của nàng, luôn không rời khỏi người. Ngu phu nhân thoáng liếc nhìn Giang Trừng. Lại đang quẩy, lại đây ta nhìn xem. Giang Trừng lê tới cạnh nàng, nằm ngón tay tinh tế của Ngu phu nhân nắn nắn cánh tay của hắn, vỗ cái bộp lên bả vai một cái dạy dỗ.
tu vi một chút tiến bộ cũng không có, sắp 17 tuổi đến nơi rồi lại còn như trẻ nhỏ ngây thơ, cả ngày chỉ biết đi theo người khác làm bậy. Người giống với người khác à? Người khác sau này có quỷ mới biết sẽ bay nhảy trong cái mương ránh nào đó, còn ngươi sau này sẽ phải làm chủ họ nhà Giang đấy. Giang Trừng bị nàng đập loàng choàng người, cúi đầu không dám biện bạch. Ngụy Vô Tiền biết, khỏi cần nói, nàng thế này là đang công khai ám chỉ chửi mình. Có sư đệ ở bên cạnh lặng lẽ le lưỡi với hắn, Ngụy Vô Tiền nhíu mày với cậu ta. Ngô phu nhân nói, Ngụy anh, người đây đang làm cái quái gì? Ngụy Vô Tiền tập mái thành quen bước ra, Ngô phu nhân mắng, lại cái điều này, nếu bản thân người không muốn cầu tiến thì đừng có lôi kéo Giang Trừng lêu lỏng với ngươi, làm hỏng nó. Ngụy Vô Tiền ngạc nhiên, ta không cầu tiến ư? Người tiến bộ nhất trong Liên Hoa Ổ chẳng phải là ta sao? Người trẻ tuổi tính nhẫn nại không cao, miệng nhất định phải bắt bẻ vài câu. Vừa nghe lời này, mi tâm Ngô phu nhân quả nhiên lộ ra sát khí. Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiền, người câm miệng. Hắn quay sang Ngô phu nhân, không phải chúng ta ở trong Liên Hoa Ổ bắn diều mãi, nhưng hiện giờ chẳng phải ai cũng không có cách tách ra ngoài hay sao? Tất cả khu săn đêm ở Ôn Gia đều đánh dấu là địa bàn của bọn họ. Dù ta có muốn ra ngoài săn đêm, cũng không có chỗ để ra tay. Chờ ở nhà không đi gây sự, tranh đoạt con mồi với người nhà họ Ôn, đây không phải là lời căn dặn của ngài với cha hay sao? Ngô phu nhân cười lạnh, chỉ sợ lần này người không muốn ra, cũng phải ra. Giang Trừng không rõ, Ngô phu nhân không để ý bọn họ nữa, ngẩng đầu ướn ngực băng qua hành lang. Hai ả hầu gái hung dữ trợn mắt chừng Ngụy Vô Tiền cùng đi theo chủ nhân. Đến tối bọn họ mới biết không muốn đi cũng phải đi là có ý gì. Kỳ Sơ Nôn Thị lấy lý do khác thế gia khác không biết cánh giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong 3 ngày mỗi gia phái phải cử đi ít nhất 10 đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ Sơn để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hóa. Giang Trừng kinh ngạc, người Ôn Gia đã nói ra câu này thật sao? Quá vô liêm sỉ. Ngụy Vô Thiền tiếp lời, tự cho là vầng mặt trời trên đầu Bách Gia thôi. Ôn Gia không biết xấu hổ thế kia lại chẳng phải lần đầu, ỷ vào gia to thế lớn, hồi năm ngoái đã bắt đầu không cho phép những gia tộc khác săn đêm, đoạt biết bao nhiêu con mồi của người khác, chiếm hết bao nhiêu là địa bàn. Giang Phong Miên ngồi trên chiếc ghế đứng đầu nói, cẩn thận lời nói, ăn cơm. Bên trong phòng chỉ có 5 người ngồi tách ra, trước mỗi người đều là một cái án nhỏ hình vuông, trên án là vài đĩa cơm canh. Ngụy Vô Tiền cúi đầu đụng đổm chiếc đũa, bỗng dưng bị người khác kéo góc áo, quay mặt sang chỉ thấy Giang Yếm Ly đưa sang một cái đĩa nhỏ, trong đĩa là mấy hạt sen đã lột sẵn, ú trắng, tươi ngon, trắng mẩy. Ngụy Vô Tiền nói nhỏ, cảm ơn sư tỷ. Giang Yếm Ly cười khẽ, gương mặt kia vốn rất thanh đạm, thoáng chốc có vài phần màu sắc sinh động. Ngô Tử Diên lạnh lùng thốt, còn ăn gì mà ăn, vài hôm nữa đến Kỳ Sơn, không biết có cơm cho tụi nó ăn không nữa, không bằng nhân dịp này bắt đầu để bùng chiêu đói vài bữa, tập quen dần đi. Kỳ Sơn Ôn Thị đưa ra yêu cầu nọ, đúng là không có cách nào từ chối được. Vô số tấm gương làm chứng, nếu có gia tộc nào to gan chống lại mệnh lệnh của họ, sẽ bị chụp mũ đủ thứ tội danh quái đản như phản nghịch, làm loạn tiên môn, làm hại Bách Gia. Hơn nữa còn coi đó là lý do quang minh chính đại, lời lẽ chính đáng mà tiêu diệt. Giang Phong Biên hứng hờ nói, người cần gì phải sốt ruột như thế, dù sau này có làm sao, cơm hôm nay vẫn phải ăn. Ngô phu nhân nhìn rồi nhìn đập bàn nói, ta sốt ruột mới là đúng đấy, người sao mà vẫn cứ cái vẻ không nóng không lạnh đó thế nhỉ? Người không nghe, người Ôn Gia phái tới nói gì à? Một tôi tớ Ôn Gia cũng dám vênh váo hống hách trước mặt ta, trong 10 đứa con cháu còn nhất định phải có con cháu dòng chính. Con cháu dòng chính là ý gì? A Trừng với A Ly, ít nhất phải có một đứa trong đó, đưa tới làm gì? Giáo hóa. Người ta giáo dục con em nhà mình ra sao? Đến lượt họ Ôn, họ tay nhúng tay vào hả? Đây rõ ràng là đưa người cho bọn họ nhào bóp, làm con tim cho bọn họ. Giang Trừng nói, mẹ, đừng nóng giận, ta đi là được. Ngô phu nhân trách mắng, đương nhiên là ngươi đi rồi, chẳng lẽ còn để chị ngươi đi? Nhìn cái điệu của nó kìa, giờ còn đang vui cười bóc hạt sen. Ali, đừng bóc nữa, ngươi bóc cho ai ăn? Ngươi là chủ nhân, không phải là đầy tớ của kẻ khác. Nghe thấy hai chữ đầy tớ, trái lại Ngụy Vô Tiền chẳng nói gì, một hơi ăn sạch tất cả hạt sen trong đĩa, nhai nhai đến đổ trong miệng đều là từng hột ngọt ngọt mát tươi. Giang Phong Miên khẽ ngẩng đầu nói,
Tam nương. Ngô phu nhân tiếp lời: Ta nói gì sai? Đầy tớ nghe từ này không vui à? Giang Phong Miên, ta hỏi ngươi, lần này ngươi có tính kêu nó đi hay không? Giang Phong Miên nói: Xem bản thân nó, muốn đi thì đi. Ngụy Vô Tiền giơ tay: Ta muốn đi. Ngô phu nhân cười lạnh: Hay thật, đi thì đi, không muốn đi cũng nhất định có thể không đi. Dựa vào cái gì A Trừng lại không thể không đi? Nuôi con kẻ khác nuôi thành thế này. Giang tông chủ, người đúng là một người cực kỳ tốt. Nàng tức trong bụng, chỉ muốn xoa cái cơn phẫn uất này ra, có thể nói là chẳng hề có chút lý lẽ nào cả. Những người còn lại đều im lặng, mặc nàng nổi nóng. Giang Phong Miên nói: Tam nương tử, người mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Giang Trừng ngồi im lặng tại chỗ, ngửa đầu nhìn nàng. Mẹ! Ngô phu nhân đứng dậy cười nhạo: Người gọi ta làm gì? Như cha ngươi, bảo ta bớt nói vài câu à? Người là một đứa ngu, ta đã nói với ngươi từ rất sớm rồi. Cả đời này ngươi cũng thể chẳng sánh bằng kẻ ngồi cạnh ngươi. Tu vi hơn hẳn, săn đêm cũng không bằng, đến cả bán diều cũng chẳng thể so. Mẹ ngươi bất bình thay ngươi, đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần đừng lêu lỏng với nó. Ngươi còn nói thay nó, sao ta lại sinh ra đứa con như ngươi cơ chứ? Nàng đi thẳng ra ngoài, để Giang Trừng ngồi lại với mặt mày chợt đen chợt trắng. Giang Yếm Ly lặng lẽ lột đĩa hạt sen đã bóc sẵn tới cạnh bàn ăn của hắn. Ngồi một lúc, Giang Phong Miên nói: Tối nay ta sẽ chọn 8 người, ngày mai ngươi sẽ đi cùng. Giang Trừng gật đầu, chần chờ không biết nên nói gì nữa. Xưa nay hắn không biết nên giao lưu với cha thế nào. Ngụy Vô Tiền húp canh xong nói: Giang thúc thúc, người không có thứ gì muốn cho tụi con à? Giang Phong Miên khẽ cười: Muốn cho các ngươi thì đã cho từ lâu rồi, kiếm ở bên ngươi, lời dạy trong lòng. Ngụy Vô Tiền: À một cái, minh chi bất khả nhi vi chi đúng không? Biết rõ không thể nhưng vẫn muốn làm. Giang Trừng lập tức nhắc nhở: Ý này không phải bảo ngươi rõ ràng sẽ gặp rắc rối còn cố gắng đi tắc quái. Lúc này bầu không khí trong bữa ăn mới sống động lên. Ngày kế, trước khi đi, Giang Phong Viên nhắn nhủ những việc cần thiết, chỉ nói thêm một câu: Con cháu Vân Mộng Giang Thị vẫn không yếu đuối tới mức chịu nổ một chút sóng gió bên ngoài. Giang Yếm Ly thì lại đưa cho bọn họ hết đống này tới đống nọ, nhồi nhét đủ thứ thức ăn lương khô vào trong lòng mỗi người. Thật sự bọn họ ở Kỳ Sơn ăn không đủ no. Mười thiếu niên kéo theo cả thân đồ ăn nặng trĩu xuất phát từ Liên Hoa Ổ, trước ngày ôn thi quy định, đến địa điểm chỉ định ở Kỳ Sơn. Các con cháu thế gia của các gia tộc lớn nhỏ đều rải rác đến đây, đều là tiểu bối. Trong mấy trăm người, có không ít đứa quen nhau hoặc là quen mặt. Tổm năm tổm ba thì thầm nói chuyện, mặt mày trông không tốt chút nào. Xem ra là đều bởi kiểu triệu tập không hề lễ độ kia. Liếc một vòng, Ngụy Vô Tiện nói: Quả nhiên bên Cô Tô cũng có người tới. Người của Cô Tô Lam thì cũng tới hơn 10 người, không biết tại sao dáng điệu đều khá là hốc hác. Sắc mặt của Lam Vong Cơ nhợt nhạt hơn cả, nhưng vẫn một vẻ lạnh lùng. Biểu cảm chớ tới gần đây, lưng đeo kiếm tỷ trần đứng cô độc một mình, chung quanh là cả vùng vắng vẻ. Ngụy Vô Tiện vốn định đi tới bắt chuyện với y, Giang Trừng nhắc nhở hắn: Chớ có gây chuyện, rồi coi như không có gì. Bỗng nhiên phía trước có người cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu ra tập hợp thành trận. Người này không lớn hơn họ bao nhiêu, trông chừng mười mấy tuổi, vênh váo, hống hách, mặt mũi có thể miễn cưỡng dính chút ria mép đẹp. Nhưng đi cùng đó là đầu tóc của kẻ này, khiến người ta có cảm giác bóng dầu, không được sạch sẽ, dễ chịu cho lắm. Kẻ này chính là đứa con nhỏ tuổi nhất của gia chủ Ôn Thị, Ôn Triều. Ôn Triều khá thích xuất đầu lộ diện, có không ít lần khoe khoang trước chúng ra một phen, bởi vậy mặt mũi của gá mọi người đều không ra lạ gì. Hai bên phía sau gá là hai người đứng hầu, trái là một thiếu nữ, dáng người thướt tha rực rỡ xinh đẹp, mày liễu mắt to, môi sắc đỏ tươi, không hoàn mỹ ở chỗ là môi trên có một hạt nốt ruồi đen, xinh sai chỗ, cứ khiến người ta muốn gảy nó xuống, phải là một nam tử âm lãnh trông sơ khoảng 30 tuổi, dáng cao vai rộng. Ôn Triều đứng trên cao đốc, nhìn xuống mọi người, dường như rất là nâng nâng, tay phát nói: Tất cả lục kiếm lên. Đoàn người bắt đầu rối loạn, có đứa kháng nghỉ: Kẻ tu chân kiếm không thể rời khỏi người, tại sao lại muốn bọn ta lục kiếm lên? Ôn Triều nói: Vừa nãy là đứa nào nói, tự bước lên đây. Người vừa nãy mới lên tiếng,
lập tức không dám nói lời nào nữa, cả đám cũng dần dần yên tĩnh lại. Lúc này Ôn Triều mới hài lòng gã nói, cũng là tại hiện giờ thứ con cháu thế gia các người không hiểu lễ nghi, không biết phục tùng, chẳng rõ tôn ti, hỏng hết nền móng, ta mới quyết tâm muốn giáo hóa các người. Hiện giờ cũng ngu ngơ không biết sợ, nếu như không sớm cho các người quen nề nếp, sau này còn không phải là có kẻ mưu toan khiêu chiến quyền uy bò lên đầu Ôn gia hay sao? Biết rõ lấy kiếm là có ý xấu, nhưng bây giờ Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, các nhà đều như đi trên băng mỏng, không dám có chút phản kháng, rất sợ chọc gã bất mãn sẽ bị quy trùm cho cái tội làm liều liên lụy đến gia tộc, chỉ đành nuốt giận vào bụng. Giang Trừng đè chặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khẽ nói, người đè ta làm gì? Giang Trừng hầm hừ, sợ ngươi làm bậy. Ngụy Vô Tiện nói, người nghĩ nhiều rồi. Tuy tên này vừa đầy giàu vừa buồn nôn, nhưng dù có muốn đánh gá, cũng sẽ không chọn lúc này để nhà chúng ta thêm phiền đâu. Yên tâm đi. Giang Trừng tiếp lời, người lại muốn trùm bao bố đánh gá, e rằng không làm được rồi. Nhìn thấy cái tên đứng cạnh Ôn Triều không? Thấy, tu vi đúng là cao, cơ mà không giữ được vẻ ngoài, xem ra có tài nhưng thành đạt muộn. Người kia là Ôn Trục Lưu, có ngoại hiệu Hóa Đan Thủ, là kẻ theo hầu Ôn Triều, chuyên môn bảo vệ gá, đừng nên chọc vào y. Hóa Đan Thủ, Ngụy Vô Tiện hỏi. Đúng, hai bàn tay kia của y rất đáng sợ, có thể... Hai người nhìn thẳng về phía trước thì thảo trò chuyện, thấy tôi tớ thu kiếm của Ôn Thị tới gần, lập tức ngậm miệng. Ngụy Vô Tiện tay tháo kiếm, nộp sang, đồng thời không tự chủ được, liếc mắt nhìn về phía cô Tô Lam Thị. Hắn vốn tưởng Lam Phong Cơ nhất định sẽ từ chối giao nộp, cơ mà bất ngờ thay, tuy mặt mày Lam Phong Cơ lạnh đến mức đáng sợ, nhưng vẫn tháo kiếm. Lời chế nhạo lúc trước của Ngô phu nhân linh nghiệm, bọn họ tiếp tục giáo hóa ở Kỳ Sơn, quả nhiên ngày nào cũng đều là canh suông nước nhạt. Một thân đồ ăn của gia miếm ly nhồi đầy cho họ khi đó đã sớm bị lục soát lấy hết đi. Mà trong đám con cháu thế gia trẻ tuổi, căn bản không ai tích cóc, không thể không nói, khó mà chống cự nổi. Cái gọi là giáo hóa của Ôn Triều cũng chính là mỗi ngày đứng ở nơi cao, phát biểu giảng bài một hồi trước mặt mọi người, yêu cầu bọn họ đồng loạt hoan hô gá, mỗi tiếng nói, mỗi một cử động đều lấy gá làm gương. Lúc săn đêm, gá sẽ mang con cháu chúng ra tới, ép bọn họ chạy đằng trước, dò đường, mở đường, thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái, rồi lại ra ngoài khoe khoang, đây là chiến công của mình gá. Như có điều cực kỳ ngứa mắt, gá liền bắt người này tới, mắng nhiếc trước mặt mọi người, chửi đối phương đến không bằng heo chó. Năm trước tham gia Bách Gia Thanh Đàm hội ở Kỳ Sơn, Ôn Triều cũng cùng ra sân với đám Ngụy Vô Tiện. Gá dạt dào cảm giác mình sẽ đứng thứ nhất, cứ nghĩ người khác sẽ nhường cho mình như là một lẽ đương nhiên. Kết quả ba mũi tên đầu lại có một thất bại, bắn nhầm người giấy. Vốn nên lập tức rời khỏi sân, nhưng gá vẫn cứ không xuống, người ngoài cũng không tiện nói gá. Cuối cùng lúc tính ra, bốn người đứng đầu có kết quả tốt nhất là Ngụy Vô Tiện, Lam Hy Thần, Kim Tử Hiên, Lam Phong Cơ. Nếu Lam Phong Cơ vào sân sớm, thành tích còn có thể tốt hơn nữa. Ôn Triều cảm thấy bé mặt, bởi vậy đặc biệt căm hận bốn người này nhất. Lam Hy Thần không thể đến đây, gá liền túm ba tên còn lại, ngày ngày mắng nhức họ trước mặt mọi người, thật là oai phong. Uất ức nhất phải kể tới Kim Tử Hiên. Từ bé hắn đã được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay mà lớn, chưa từng chịu sỉ nhục như thế. Nếu không phải con cháu khác trong Lan Lăng Kim Thị ngăn hắn lại, hơn nữa Ôn Trục Lưu cũng không phải là dạng hiền lành gì, thì ngày đầu tiên hắn đã xông lên sống mái với Ôn Triều rồi. Lam Phong Cơ thì lại một vẻ tâm như nước nặng, coi thường vạn vật, cứ như hồn phách xuất khiếu. Mà Ngụy Vô Tiện thì đã hưởng trò chửi bới của Ngô phu nhân ở Liên Hoa Ổ mấy năm trời, căn bản không hề để chút đẳng cấp đấy vào gá và mắt, xuống đài rồi thì vẫn cười hì hì. Ngày hôm đó, mới sáng sớm mọi người lại bị đầy tớ của Ôn Thị gầm lên, hệt như một đám gia cầm bị xua đuổi đến nơi săn đêm mới. Vị trí săn đêm lần này là Mộ Khê Sơn, càng đi sâu vào núi rừng, cành lá trên đỉnh đầu càng rậm rạp, đồ phủ của bàn chân càng dữ dội. Ngoài tiếng bước chân với tiếng gạt cành xào xạc thì không còn nghe thấy những tiếng vang khác. Tiếng chim thú côn trùng vang lên trong một trời âm u đáng sợ hết sức cao vút.
Hồi lâu sau, một đám người tụ tập lại trước một con suối nhỏ. Suối nước róc rách, ở giữa còn có lá phong trôi nổi theo dòng nước. Tiếng suối và màu lá phong vô hình chung làm nhạt đi một phần ngột ngạt của bầu không khí. Phía trước còn truyền đến tiếng vui cười. Ngụy Vô Tiền với Giang Trường vừa đi vừa thì thầm đối cách chửi với Ôn Cẩu. Trong lúc vô tình, hắn quay đầu liếc nhìn, thoáng trông thấy một bộ đồ trắng làm vòng cờ ở phía sau hắn cách đó không xa. Bởi vì đi khá chậm, làm vòng cờ rời sau đội ngũ. Mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiền có đến vài lần muốn sang châu y lôi kéo làm quen, tử ôn chuyện cũ, mà chẳng biết lại làm sao mỗi lần làm vòng cờ thấy hắn đều lập tức quay lưng. Giang Trừng cũng luôn mãi nhắc nhở hắn đừng càn rỡ chọc ghẹo. Lúc này cách rất gần, không khỏi để ý nhiều hơn. Ngụy Vô Tiền chợt phát hiện, tuy làm vòng cờ đã cố gắng đi đứng không khác thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra đùi phải của y hạ xuống đất nhẹ hơn chân trái, dường như không thể dùng sức. Thấy thế, Ngụy Vô Tiền thả chậm tốc độ, lùi đi tới cạnh Lam Phong Cơ, sóng vai y mà đi tới hỏi: "Chân ngươi làm sao?" Chương 51. Lam Phong Cơ nhìn thẳng nói: "Không có gì." Ngụy Vô Tiền tiếp lời: "Tụi mình cũng coi như người quen nhỉ, lạnh nhạt như thế không thèm nhìn ta lấy một cái, chân ngươi không sao thật à?" Lam Phong Cơ kêu không quen. Ngụy Vô Tiền quay lưng thụt lùi sóng vai mà đi với y, không muốn cho y nhìn thấy mặt của mình, nói: "Có vấn đề gì thì đừng cậy mạnh, chân bị thương hay là gãy, chuyện lúc nào?" Hắn đang chuẩn bị nói có muốn ta cõng ngươi không, bỗng dưng có một làn gió thơm nước mũi thổi tới. Ngụy Vô Tiền quay đầu lại nhìn trách về phía trước, ánh mắt nhoáng cái vì sáng rỡ. Thấy hắn tự dưng ngậm miệng, Lam Phong Cơ nhìn theo mắt hắn, chỉ thấy năm ba thiếu nữ đi chung với nhau. Người thiếu nữ ở giữa mặc áo đỏ nhạt, khoác một lớp lụa mỏng, gió khẽ thổi, kéo theo lụa mỏng bay bay, dáng người và bóng lưng hết sức đẹp đẽ. Cái Ngụy Vô Tiền nhìn chính là bóng lưng này. Một cô thiếu nữ cười nói: "Miên miên, túi thơm này của ngươi thiệt là thứ tốt nha. Phối xong rồi đúng là mấy con muỗi không còn tới nữa, mùi cũng dễ ngửi, ngửi xong cả người cứ như tỉnh táo hẳn ra." Giọng thiếu nữ được gọi là Miên Miên kia quả nhiên mềm mại, ngọt ngào, dẻo quẹo. Trong túi hương đều là chút dược liệu cắt nát ra, rất nhiều công dụng, chỗ ta còn có mấy cái, các ngươi có ai cần không? Ngụy Vô Tiền lướt nhảy qua như một cơn gió. "Miên Miên, để lại cho ta một cái đi." Cô gái kia giật mình, không ngờ lại có giọng thiếu niên xa lạ thình lình cất lên, quay đầu lại cho phía sau một gương mặt thanh tú đẹp đẽ, cau mày nói: "Ngươi là ai? Tại sao cũng biết tên ta là Miên Miên?" Ngụy Vô Tiền cười: "Ta nghe mấy nàng gọi ngươi là Miên Miên, nên cho rằng đây chính là tên ngươi thôi." "Sao vậy? Không phải à?" Giang Trường thấy hắn lại lên cơn trợn mắt, làm vòng cơ lạnh lùng thờ ơ, mặt Miên Miên đỏ ửng. "Không cho phép người gọi ta như vậy." Ngụy Vô Tiền hỏi: "Sao lại không cho? Vậy thì ngươi nói tên ngươi cho ta biết, ta sẽ không gọi ngươi là Miên Miên nữa, thế nào?" Miên Miên nói: "Tại sao ngươi lại phải hỏi ta nói cho ngươi biết? Trước khi hỏi của tên người khác, bản thân mình cũng không thèm báo tên." Ngụy Vô Tiền nói: "Tên ta thì dễ thôi, ngươi nhớ kỹ nha, tên ta là Viễn Đạo." Miên Miên hãy còn lặng lẽ đọc cái tên Viễn Đạo này vài lần, không nhớ ra thế gia công tử nhà ai lại có tên này, nhưng nhìn dáng vẻ khí độ đó của hắn lại không giống hạng người vô danh. Nhìn nụ cười khá là trêu tức bên khóe môi Ngụy Vô Tiền, lòng thấy khó hiểu. Bỗng dưng tiếng nói nhỏ của Lam Phong Cơ lạnh lùng đứng một bên truyền tới: "Từ bỡn cợt." Nàng chợt phản ứng, đây rõ là lấy ý trong Miên Miên Tư Viễn Đạo trêu chọc nàng, oán giận hàm chân nói: "Ai nhớ ngươi, ngươi không biết xấu hổ." Câu thơ này trong bài Ẩm Má Trường Thành Cuột Hành, từ trong đây là nhớ, miên man nhớ đường xa. Có vài thiếu nữ không nhìn được cười nhao nhao nói: "Ngụy Vô Tiền, người thật là chẳng biết xấu hổ nha." "Ta nói ngươi biết nàng ấy là..." Miên Miên lập tức kéo các nàng đi nói: "Đi đi, không cho các ngươi nói với hắn." Ngụy Vô Tiền ở đằng sau hô: "Đi cũng được, để lại cho ta cái túi thơm đi. Không để ý tới ta, không cho. Không cho ta, ta sẽ tìm hỏi người khác tên ngươi. Dù sao cũng sẽ có người nói cho ta biết." Lời vẫn chưa hô xong, đằng trước vút sang một chiếc túi thơm, không nghiêng không lệch, nền vào ngực hắn. Ngụy Vô Tiền làm như bộ đau tim, úi một tiếng, cuốn dây thắt túi thơm trên ngón tay quay vòng vòng, đi về phía cạnh Lam Phong Cơ, vẫn vừa quay vừa cười.
thấy mặt mày Lam Phong Cơ càng nặng nề lạnh lẽo, hắn hỏi: Sao vậy? Lại nhìn ta kiểu đó. Đúng rồi, ban nãy tụi mình nói tới đâu nhỉ? Nói tiếp đi, ta có ngươi thế nào? Lam Phong Cơ lặng lặng nhìn hắn. Với ai, người cũng đều có hành động phóng đáng tùy tiện như thế à? Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát rồi nói: Ủa, sống lắm hả? Lam Phong Cơ cụp mắt, chốc lát sau mới nói một tiếng: Ngông cuồng. Hai chữ này hệt như cắn răng mà nói ra, mang theo chút căm hận khó hiểu, đến cả cái nhìn giận dữ cũng không thèm phát cho hắn lấy một cái. Lam Phong Cơ gượng tăng tốc đi về phía trước, thấy y lại cậy mạnh, Ngụy Vô Tiện nói: Được rồi, người đừng có đi nhanh như thế, ta đi là được. Rồi ba bước hợp thành hai đuổi theo Giang Trừng. Ai mà ngờ Giang Trừng cũng không cho hắn chút mặt mũi, hung dữ nói: Người thật vô vị. Ngụy Vô Tiện phản bác: Người có phải Lam Trạm đâu chứ, sao lại học y nói vô vị? Hôm nay mặt y còn tệ hơn hồi trước nữa, cái chân kia là chuyện gì đấy? Giang Trừng bực mình: Người còn thảnh thơi mà nhớ tới y, để y tự đi đi. Không biết tên ôn triều ngu si kia lại đang giở trò quỷ gì mà lại bảo chúng ta chạy tới núi Mù Khê này tìm cửa động vào đó nữa. Mong đừng có như lần đi giết thủ yêu lúc trước, bảo chúng ta đi lên bao vây làm khiên thịt. Một môn sinh ở cạnh bên nhỏ giọng nói: Mặt mày y đương nhiên là khó coi rồi, tháng trước Vân Thâm Bất Chi Sứ bị đốt, các ngươi vẫn chưa biết đâu nhỉ? Ngụy Vô Tiện nghe vậy giật mình nói: Bị đốt? Mấy ngày nay Giang Trừng có nghe nhiều chuyện này rồi, trái lại không mấy ngạc nhiên. Người của Ôn gia đốt? Tên môn sinh kia nói: Có thể nói là vậy, cũng có thể nói là từ tay Lam gia đốt. Con trai lớn nhà họ Ôn, Ôn Húc đi một chuyến tới Cô Tô, không biết định tội danh gì cho gia chủ Lam Thị, bức người ở Cô Tô Lam Thị tự tay đốt tiên phủ của mình, lấy cái tên đẹp là Thanh Lý Môn Hộ sẽ lập lại tỏa sáng. Hơn một nửa Vân Thâm Bất Chi Sứ là núi rừng bị đốt, tiền cảnh trăm năm cứ như thế mà hủy hoại, gia chủ Lam gia trọng thương, sống chết chưa rõ. Ngụy Vô Tiện tiếp lời: Chân của Lam Trạm thì có liên quan gì tới việc này sao? Tên đệ tử kia nói: Đương nhiên là có. Cái mà Ôn Húc ra lệnh bảo bọn họ đốt đầu tiên chính là tàng thư các. Lớn tiếng nói ai không bằng lòng đốt sẽ khiến kẻ đó bị đẹp mặt. Làm phòng cờ cử tuyệt, bị thuộc hạ của Ôn Thúc đánh vây, gáy mất một chân, vẫn còn chưa chăm lành. Bây giờ là bị bắt ra ngoài, không biết làm khổ bao nhiêu nữa. Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay ngoài bị Ôn Triều mắng nhiếc thì đúng là Lam Phong Cơ rất ít đi lại, toàn ra là đứng hoặc ngồi, không nói câu nào. Người như y cực trọng dáng vẻ đoan trang đứng đắn, đương nhiên sẽ không để người ngoài nhận ra trên đùi mình có vết thương. Giang Trường thấy hắn dường như lại muốn đi sang chỗ Lam Phong Cơ liền kéo hắn: Người lại sao nữa, vẫn còn dám đi chọc y à, không biết sống chết? Ngụy Vô Tiện nói: Không phải ta muốn đi chọc giận y, người coi cái chân y kìa, mấy ngày nay bôn ba dày vỏ như thế chắc chắn vết thương sẽ nặng thêm, giấu không được nữa nên mới bị người khác nhận ra. Y còn như thế tiếp nữa, cái chân kia có lẽ sẽ tàn, ta đi cõng y. Giang Trừng càng siết hắn chặt hơn: Người với y có quen nhau đâu, không thấy y ghét ngươi đến thế hả? Người đi cõng y, chỉ sợ y không muốn gần ngươi thêm nửa bước ấy. Ngụy Vô Tiện đáp: Y ghét thì cứ ghét đi chứ đâu liên quan gì, ta không ghét y. Túm lại được rồi, ta sẽ cõng luôn y. Y làm trên lưng ta, có muốn bóp chết ta thì cũng không được. Giang Trừng cảnh cáo: Thân chúng ta còn lo chưa xong, nào còn đi rảnh chuyện để ý người không đau tới người khác. Ngụy Vô Tiện nói: Đầu tiên việc này không rối, thứ hai những chuyện thế này dù sao thì cũng phải có người để ý chứ. Lúc hai người đang nhỏ giọng tranh chấp, một tên tôi tớ của Ôn Thị bước lại đây quát tháo: Đừng có mà thì thào to nhỏ, coi chừng đó. Sau tên tôi tớ là một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Cô ả này tên Vương Linh Kiều, chính là một trong hai kẻ theo hầu Ôn Triều. Cụ thể theo hầu thế nào ai ai cũng biết. Ả vốn là hầu gái bên chính thất phu nhân của Ôn Triều, dựa vào mình khá có sắc đẹp, thế là liếc mắt đưa tình rồi lăn lên giường với chủ nhân, một người đắc đạo gà chó lên trời. Hiện giờ trong tiên môn thế gia cũng thêm được mấy cái toánh xuyên vương thị, không lớn cũng chẳng nhỏ. Linh lực ả thấp kém, không thể đeo tiên kiếm loại tốt nhất, nên tay mới cầm một thanh làm bằng sắt nhỏ dài. Loại là sắt này tôi tớ Ôn Thị mỗi người một cây, không cần bỏ vào lửa hơ, xấu ỉn lên trên người cũng đã đau đến chết đi sống lại. Vương Linh Kiều nắm lấy nó trong tay, oai phong ngời ngời mắng mỏ:
Ôn tiểu công tử bảo các người cố gắng tìm cửa hang. Các người này đang thì thào nói cái gì đó? Thói đời gì đây? Thậm chí đến cả hầu gái leo giường cũng có thể hống hách, vênh váo trước mặt bọn họ. Đầy cõi lòng hai người là giờ khóc giờ cười. Đúng vào lúc này bên cạnh người hô: "Tìm được rồi!" Vương Linh Kiều lập tức phớt lờ bọn họ, chạy vội sang vừa nhìn thấy liền vừa reo lên: "Ôn công tử, tìm thấy rồi, tìm thấy lối vào rồi." Đó là một hang ngầm rất bí mật, ẩn dưới một gốc cây đa già ba người ôm. Lúc trước bọn họ không tìm được, một là bởi cửa hang này rất nhỏ, không vuông vức chưa tới nửa trượng, hai là vì rễ cây của cây mây thô to xoắn đan thành một tấm lưới rắn chắc chặn mất cửa hang, bên trên còn có một lớp cành khô lá rụng, bùn đất đá cát, thế nên cực kỳ bí mật. Xẹp cành lá với bùn đất ra, chặn đứt rễ cây, hang động tối om u ám lập tức lộ ra. Cửa hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất, một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình ập vào mặt, ném một cục đá vào như đá chìm xuống biển lớn, không chút tiếng động. Ôn Triều hớn hở: "Chắc chắn là chỗ này, mau xuống hết đi." Kim Tử Hiên quả thật nhìn không nổi, lạnh lùng thốt: "Người dẫn bọn ta tới đây, nói là đến săn yêu thú, như vậy xin hỏi, đây rốt cuộc là yêu thú gì? Báo trước cho bọn ta để còn hợp lực đối phó, không luống cuống tay cuống chân như lần trước." Ôn Triều nói: "Báo cho các ngươi." Gã đứng dậy, trước hết là chỉ vào Kim Tử Hiên, rồi lại chỉ vào chính gã nói: "Các ngươi phải để ta nói bao nhiêu lần nữa mới có thể nhớ, đừng có lầm tưởng nhé. Các ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ thuộc hạ của ta thôi, ta mới là người phát ra mệnh lệnh, ta không cần các ngươi kiến nghị gì với ta. Người chỉ huy tác chiến và điều khiển binh tướng cũng chỉ có ta mà thôi. Ta có thể hàng yêu phục thú, chỉ có ta." Gã cắn răng nhấn mạnh ba chữ "chỉ có ta", giọng điệu rất cao, kiêu căng tự đại, khiến người khác nghe xong vừa căm hận vừa buồn cười. Vương Linh Kiều mắng mỏ: "Không nghe thấy Ôn công tử nói gì hả? Còn không mau xuống đi." Kim Tử Hiên đứng gần nhất, cố nén lửa giận, vén vạt áo, nắm lấy một cây mây đặc biệt to khỏe, không chút đắn đo nhún người nhảy xuống hang ngầm sâu không thấy đáy. Lần này trái lại, Ngụy Vô Tiền có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Dù bên trong hang này có yêu ma quỷ quái gì, đối mặt với chúng nó cũng tuyệt đối dễ chịu hơn khi đối mặt với đám người Ôn Triều. Lại để đôi cẩu nam nữ này làm tổn thương hai con mắt của mình thêm giây phút nào nữa, e là sẽ không giảm được mà sống mái mất thôi. Những người còn lại đi theo sau hắn lần lượt tiến vào hang ngầm. Những con cháu thế gia bị cưỡng ép triệu tập đã giao nộp hết kiếm, chỉ đành phải chậm rãi leo xuống. Cây mây dán vào vách đất mà sống, thô to như cánh tay trẻ con, rất là rắn chắc. Ngụy Vô Tiền vừa bám vào nó chậm chậm, vừa hạ thấp xuống, vừa âm thầm tính toán dưới đất có bao sâu, đại khái trượt hơn 30 trượng. Lúc này lòng bàn chân mới chạm vào mặt đất. Ôn Triều ở phía trên gọi vài tiếng, xác định dưới đó an toàn, lúc này mới đạp lên kiếm của gã, ôm neo Vương Linh Kiều, ung dung ngự kiếm hạ xuống. Chốc lát sau, môn sinh của Ôn Gia Thị và đám tôi tớ dưới tay hắn cũng nhao nhao hạ xuống. Giang Trừng nhỏ giọng: "Chỉ mong lần này thứ gã muốn săn không quá khó đối phó, chẳng biết chỗ này còn có lối ra khác không nữa. Ngồi nhớ yêu thú hoặc lệ sát trong hang nổi điên lên, cây mây trong thế kia không chừng sẽ cắt đứt mất, đến lúc đó thoát thân cũng khó." Những người khác cũng đều ôm suy nghĩ giống hệt, bất giác ngửa mặt nhìn cửa hang màu trắng đã trở lên rất nhỏ trên đỉnh đầu. Ôn Triều nhảy xuống khỏi kiếm nói: "Đứng hết ở đây làm gì, còn phải đợi ta dạy làm gì nữa hả? Đi!" Một đám người bị xua đuổi đi đến nơi sâu trong hang ngầm, bởi vì phải để bọn họ đi trước dò đường. Ôn Triều dặn dò tôi tớ cho bọn họ một ít đuốc. Nóc hang ngầm cao rộng, ánh lửa không chiếu tới đỉnh được. Ngụy Vô Tiền chú ý tiếng vang, cảm thấy càng đi sâu vào, tiếng vang lại càng mênh mông hơn, e rằng độ sâu đã cách mặt đất trăm trượng. Đoàn người mở đường duy trì cảnh giác cao độ, sơ đuốc không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng tới trước một vùng đầm sâu. Nếu như đưa vùng đầm này lên mặt đất, ắt hẳn cũng là một cái hồ rộng lớn bao la. Nước đầm om tối, lại còn rất nhiều đảo đá to nhỏ nhô lên mặt nước, mà tiến lên trước nữa, đã không còn đường đi. Đã đi đến cuối đường, đối tượng săn đêm vẫn chưa từng xuất hiện, đến cả nó là gì cũng không biết. Trong lòng mọi người đều trầm chất ngờ vực, lại lơn lấp lo sợ, tinh thần căng thẳng. Chưa thấy yêu thú mình mong muốn, Ôn Triều cũng có hơi nôn nóng. Gã chửi hai câu,
bỗng dưng suy nghĩ chợt lóe nói, tìm một người treo lên, cắt chút máu dẫn thứ kia ra. Đại đa số yêu thú khát máu như điên, nhất định sẽ bị số lượng máu lớn mà người sống không thể đồng đầy giữa không trung thu hút ra ngoài. Vương Linh Kiều đáp lời, lập tức chỉ về một thiếu nữ dặn dò. Nhắm mã đi. Thiếu nữ kia chính là Miên Miên, người đã tặng túi thơm trên đường ban nãy. Nàng bị điểm mặt bất thình lình, cả người ngơ ngác. Lần chỉ định này của Vương Linh Kiều nhìn như tùy ý, nhưng thật ra đã ấp ủ từ lâu. Người mà các thế gia đưa tới, đại đa số đều là thiếu niên. Bởi vậy, Trung Quy Ôn Triều vẫn không dằn được mà để ý số thiếu nữ hiếm hoi, ít ỏi nhiều thêm chút, đặc biệt là Miên Miên kia. Vẻ ngoài không tệ, nàng còn bị tay mớ chân mớ của Ôn Triều sàm sỡ vài lần, chỉ đành phải nuốt giận vào bụng. Vương Linh Kiều đã nhìn vào mắt, hận trong lòng từ lâu. Miên Miên phản ứng lại, đúng thật là đang chỉ nàng, mặt đầy sợ hãi liên tục lùi về sau. Ôn Triều thấy người Vương Linh Kiều chọn là thiếu nữ này, nhớ tới mình còn chưa có cơ hội ra tay, khá là đáng tiếc. Chọn này, đổi đứa khác đi. Vương Linh Kiều hờn dỗi, sao lại phải đổi, thiếp chọn nó chẳng không nỡ hả? À ta vừa núng nỉu, Ôn Triều liền rào rực, người mềm đi phân nửa, lại nhìn cách ăn mặc của Miên Miên, chắc hẳn phải là con cháu dòng chính, cùng lắm chỉ là một môn sinh, đem ra làm mồi thật chẳng còn gì thích hợp hơn. Cho dù biến mất cũng không sợ có thế gia đến lằng nhằng lải nhải. Bèn nói, bậy bạ, sao ta lại không nỡ, tùy nàng, Kiều Kiều định đoạt đi. Tim Miên Miên treo tít lên cao, quá nửa sẽ là một đi không trở lại, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng nàng trốn tới hướng nào, người nơi ấy đều lập tức tản ra một khoảng. Ngụy Vô Tiền khẽ động đậy, bị Giang Trừng túm chặt kéo lại ngay. Miên Miên chợt phát hiện có hai người lù lù bất động, vội vã trốn ra phía sau họ. Hai người này chính là Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ. Tôi tớ Ôn Thị đi tới chuẩn bị trói người, thì thấy bọn họ không có ý tránh ra, quát lên, đi sang một bên. Lam Vong Cơ thở ơ không đáp, thấy tình thế là Ôn Triều cảnh cáo, các ngươi làm gì đó, nghe không hiểu tiếng người hả, hay là muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân? Kim Tử Hiên nhướng mày, đủ chưa, bảo người khác làm khiên thịt cho ngươi còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn người sống lấy máu làm mồi cho ngươi. Ngụy Vô Tiền hơi ngạc nhiên, Kim Tử Hiên này vậy mà lại có vần can đảm. Ôn Triều chỉ vào bọn họ nói, đây là muốn tạo phản hả? Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã khoan nhường các ngươi rất lâu rồi đấy, giờ thì lập tức từ tay mình ra, trói nha đầu này lại, treo lên cho ta, bằng không người hai nhà các ngươi mang đến đây khỏi cần quay trở lại. Kim Tử Hiên hầm hừ cười khẩy, cũng chẳng nhúc nhích. Làm Vòng Cơ cũng như không nghe thấy, yên lặng như ngồi thiền. Có một tên môn sinh của cô Lam Thị, có một tên tiên môn, có một tên môn sinh cô Tô Lam Thị ở cảnh, nghe thấy những lời uy hiếp của Ôn Triều, run rẩy không thôi, lúc này cuối cùng không nhìn được nữa, xông lên, nắm lấy Miên Miên, chuẩn bị ra tay trói nàng lại, chân mày Lam Mông Cơ nghiêng lại, một chưởng vỗ ra, đập gá ngã sang một bên, tuy không nói không rằng, nhưng vẻ mặt khi châm xuống gá môn sinh kia, không dần tự uy. Cô Tô Lam Thị có loại môn sinh như ngươi, quả thật đáng xấu hổ. Ngụy Vô Tiền khẽ nói với Giang Trừng. Hay, tính khí của Lam Trạm gay go. Giang Trừng cũng siết chặt nắm đấm, tình hình này e là không thể nào tiếp tục chỉ lo cho thân mình, ảo tưởng có thể không đổ máu tiếp được nữa. Ôn Triều dần tím mặt quát lên. Phán, giết! Mấy tên môn sinh Ngôn Thị rút trường kiếm tỏa sáng ra, nhắm vào Lam Phong Cơ và Kim Tử Hiên mà đánh tới. Tên hóa đan thủ Ôn Trục Lưu kia đứng chắp tay phía sau Ôn Triều, vẫn không hề động thủ, như cho rằng căn bản không cần gá ra tay vậy. Này cũng đúng thôi, hai thiếu niên lấy ít chọi nhiều, lại còn tay không tấc sắt, vốn đã bất lợi, còn thêm vào mấy ngày nay buôn ba vất vả, trạng thái cực tệ. Đã thế Lam Phong Cơ còn có thương tích trên người, tuyệt đối không chống đỡ được lâu. Ôn Triều nhìn thuộc hạ đánh với hai người xùy xùy. Kẻ như thế, rõ đáng chết. Có tiếng cười truyền từ bên cạnh sang. Đúng đó, cái loại cầy ra thế làm sằng bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết. Không những phải giết, mà còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó chịu vạn người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau. Nghe vậy, Ôn Triều quay phát đầu lại. Người nói cái gì? Ngụy Vô Tiền ngạc nhiên. Người cần ta lặp lại lần nữa à? Được thôi, cái loại cầy ra thế làm sằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết. Không những phải chết, còn phải chặt đầu xuống,
để kẻ đó chịu vạn người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau. Nghe rõ chưa? Ôn Trục Lưu nghe thấy mấy câu này như đang đăm chiêu, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều cáu tiết: người để dám cuồng ngôn vọng ngữ nói mấy lời rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo này. Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện cong môi phì một tiếng, tiếp sau đó càn rỡ phá lên một tiếng cười to. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vỗ vai Giang Trừng vừa cười đến ná thở vừa nói: rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo, ta thấy ngươi mới đúng. Ôn Triều, ngươi biết câu vừa nói lúc nãy là của ai nói không? Chắc là không biết đâu nhỉ, để ta cho ngươi biết luôn. Câu đó chính là đại ca danh sĩ khai tông lập tổ dòng chính nhà ngươi, Ôn Mão nói ra đấy. Người vậy mà dám mắng danh môn của mình, tổ tông nhà ngươi là thứ rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo, chửi hay lắm, cực kỳ hay. Mấy ngày qua, lúc Ôn Triều giáo hóa, bọn họ còn phân cho mỗi người một phần bảng ghi chép những tinh hoa của nhà họ Ôn, ghi chép chi chí đầy danh ngôn với sự tích sáng chói lóa của các đời gia chủ và danh sĩ. Ôn Thị yêu cầu đọc thuộc, luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Ngụy Vô Tiện vài lần muốn mắc ói đến cả lời thoại cũng như uống ngụm nước nhạt nhẽo vô vị, cũng có thể nói tới nói tui mổ xẻ ý tưởng trong phén tới mức gió thổi ào ào. Đúng là những lời đại ý là khoác lác ba xảo quá ghê gớm. Mặt Ôn Triều lúc đỏ lúc trắng, Ngụy Vô Tiện lại nói: đúng rồi, nhục mà danh sĩ Ôn Môn thì có tội gì, nên phạt thế nào? Ta nhớ là giết không cần luồn tội đúng không? Tốt đó, người có thể đi chết được rồi. Ôn Triều không dằn nổi nữa, rút kiếm nhắm vào hắn mà đâm. Một lần xông tới này lập tức lao ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu luôn chỉ đề phòng người ngoài công kích, nhưng không hề đề phòng Ôn Triều thình lình làm loạn. Cuối cùng không kịp ứng đối mà Ngụy Vô Tiện cố ý khích cá, chính là đợi khoảnh khắc giận dữ mà mất khống chế này đây. Nụ cười bên môi hắn không giảm, ra tay nhanh như điện, thoáng cái đã đoạt kiếm đánh ngược lại. Chỉ một lần hành động đã áp chế được Ôn Triều. Hắn một tay tóm Ôn Triều lên xuống vài cái, nhảy đến một hòn đảo đá trên đầm sâu, khéo khoảng cách, tay còn lại cầm kiếm của Ôn Triều gác lên cổ gã cảnh cáo: tất cả đứng yên, còn động đậy nữa coi chừng ta cho Ôn công tử của các ngươi đổ máu. Ôn Triều gào xé ruột gan: đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Lúc này đám môn sinh vây đánh Lam Phong Cơ với Kim Tử Hiên mới ngừng công kích. Ngụy Vô Tiện quát lên: hóa ra đan thủ của các ngươi cũng chỉ đừng nhúc nhích. Các ngươi biết tính khí của gia chủ nhà họ Ôn rồi nhỉ? Chủ nhân các ngươi trong tay ta, chỉ cần gá đổ một giọt máu thôi, người nơi này bao gồm cả các ngươi, đừng mơ có ai sống. Quả nhiên Ôn Trục Lưu lập tức rụt cánh tay chuẩn bị làm khó dễ lại. Thấy tình hình đã được khống chế, Ngụy Vô Tiện còn định nói thêm, bỗng dưng cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rùng rùng. Hắn cảnh giác: động đất hả? Hiện giờ bọn họ đang ở trong hang động dưới lòng đất. Nếu đã là hang ngầm thì dù có lối vào bị chặn hay bọn họ bị chôn sống cũng đều là chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng Giang Trừng lại nói: không có. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện có cảm giác mặt đất ngày càng lắc lư ghê hơn nữa. Lưỡi kiếm rung rung chạm vào cổ họng của Ôn Triều vài lần, khiến gã kêu la thảm thiết. Giang Trừng bỗng quát to: không phải động đất mà là thứ dưới chân ngươi động đậy. Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện không phải mặt đất đang run, mà là hòn đảo đá đắp đạt dưới chân đang run. Không những đang run mà còn liên tục dâng cao nữa, bộ phận trồi lên khỏi mặt nước này càng nhiều. Cuối cùng hắn cũng nhận ra đây không phải là một hòn đảo, mà nó chính là vỏ lưng của một con yêu thú, một con quái vật khổng lồ ẩn núp dưới đầm sâu.